ngã văng xuống đường, chàng trai lồm cồm bò dậy ngơ ngác không hiểu xe máy đã biến đâu mất. Mới đây nhất, camera an ninh đã ghi lại được một phần diễn biến vụ tai nạn và sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Thời điểm đó, nam thanh niên điều khiển xe máy chạy trên đường với tốc độ khá nhanh. Không rõ nguyên nhân chính xác, anh chàng bỗng ngã văng xuống đường khá đau. Trong khi đó, chiếc xe máy không người lái thì vẫn cứ chạy vun vút về phía trước, lao lên vỉa hè rồi đâm vào nhà bên đường. Còn phía chàng trai, sau cú ngã khá đau, anh lồm cồm bò dậy và ngơ ngác không hiểu chiếc xe máy đã biến đâu trong tích tắc. Đến cuối clip, người ta vẫn chưa rõ anh chàng có nhanh chóng hội ngộ với xe máy của mình không. Hy vọng đây sẽ là lời nhắc nhở mạnh mẽ để anh ta điều khiển xe một cách an toàn khi lưu thông trên đường.